Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu quốc hội giao, chính phủ nêu ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó đặc biệt chú ý tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững, khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm khóa 13, nhất là về vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông dân và nông thôn, khẩn trương hoàn thiện trình quốc hội sửa đổi luật đất đai năm 2013. Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khoá và các chính sách khác nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững, triệt để tiết kiệm chi, đặc biệt là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém, tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững. Theo dõi chặt chẽ thị trường giá cả, điều hành bình ổn giá, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, có giải pháp hiệu quả duy trì, ổn định, chuỗi cung ứng. Nhận định việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% là thách thức rất lớn. Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ quyết tâm tiếp tục xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước, tận dụng cơ hội từ các hợp từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Chính phủ cũng khẳng định tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022.